Anh Cường ăn gì anh Cường? Cắm vào nè. Hả anh Cường ăn gì? Giò trái. Giò trái. Giò trái là giò nào cô biết không? Cái giò trái là nó không bị thâm đen. Tại sao anh phải ăn giò trái? Tại vì giò trái nó không có, À là con heo nằm giò phải vậy hả? À cái giò trái được đưa lên quá chịu quá. Ủa vậy nó không có nghiêng bên phải ha? Dạ. Để cái gì? Dạ con giò trái nè. Trời biết giò trái giò nào luôn hả? Dạ với giò quyết đi. Ôi quá chịu quyết con ngon rồi. Để khô luôn nha. Ờ da heo ngon quá. Bao nhiêu tôi vậy cô? Bình thường á thì 20, còn để banh để cua vô thêm thì cho con cái giò giữa nha cô. Cái giò này nè, khúc giữa của cái giò đó. Trời ơi, nghĩ tầm bậy bạ không à. Dạ. Giò giữa, cái giò giữa cho mấy cái móng nha. Sao cái này ngang ngược quá vậy? Nằm sồn ngồi. Này là giò trái hay giò phải? Giò trái. Em thấy giò giữa mà. Nó nằm giữa khúc giò đó. Giò giữa ăn được anh ơi. Trời ngon lắm á, đừng giỡn. Ăn gì? Thập cẩm. Thập giò nè. Em ăn gì? Đầy đủ không móng. Nước mía không anh Cường? Đầy đủ nước mía, ai la đâu, có quay đâu. Quay đoạn phim quay uống nước mía bị chủ nhiệm la quá. Dạ. Chết cha, quay giữa đó. Cái bà cho đặc biệt quá, giò giữa mà có bốn cái móng luôn. Cưng kêu móng với lại phanh đó. Phải không? Không phải gì sữa thôi. Có thật không lỡ giờ. Ăn luôn. Để tua lại coi mình đâu có kêu móng đâu trời. Coi va. Tua lại nha. Cô vậy là mấy ca cô? Để biết hồi hùng tiền giả. Hả? 60. Trời đất ơi. Đi quay ngày được có 50 và ăn tôi 40, 60. Em gửi tô bình thường thôi nè. Còn còn tô có anh áp dẫn gì anh? Quá trời. Cho em dĩa đeo giá trụng yêu mắm nêm. Tô này mà ăn vô là sữa không luôn á. Sao tiền cho móng quá trời móng vậy trời. Ủa? Mày sao mang da heo? Ủa con có kêu cái giò nữa mà cô. Đây cho bớt nè. Giò là này phải không? Không đó là móng mà em từ chối đó. Chết cha, giò này từ chối gom qua đây nè. Xin miếng đi cho nhiều móng quá. Móng này móng trái hay móng phải ta? Móng đầu cầu đó. Cái gì? Móng đầu cầu đó. Quán nằm đường Lê Lợi. Ủa đây địa chỉ số mấy vậy chị? 124 Lê Lợi. Hả? 124 Lê Lợi đó anh các bạn mở. Sao nhà ở đây mà chịu qua bệnh? Dạ đây là 154 Nguyễn Trãi. Tại cái nhà này bên đường Nguyễn Trãi. Cái đích của cái nhà trước phải không? Dạ. Quán này tên gì vậy? Bún riêu cầu dưa cải. À ngon. Ngon. Ăn chưa mà ngon. Anh Cường quậm quá vậy, ngon không anh Cường? Cường quậm hết cái giò. Ngon anh Cường. Giò trái của anh Cường. Ngon không? À, đâu gì riêu sao? Tôi biết thêm qua nè, bỏ đũa ra. Quá trời ngon rồi, quá trời ngon rồi anh Cường ơi. Đi lấy cái muỗng đi. Sẵn thử cục quế coi. Cái chừng phỏng miệng đó nha. Hả? Cái chừng phỏng miệng. Ây cha, nhìn hấp dẫn quá ta. Ây da, chẳng quá vậy. Ngon ạ. Dì ba bán đây lâu chưa dì ba? Gần 30 năm rồi cưng. À, năm nay dì ba bao nhiêu tuổi rồi? 6 mấy tuổi rồi. Trời ơi. Vậy dì ba lớn hơn 10 tuổi. Này con dâu dì ba nè. Này là chị dâu nè. Còn cái bà áo nâu là cái gì? Chị chồng. Hả? Chị chồng. Chị chồng. Nói cưng á. Nói hiền kìa. Em hả? Ừ. Đi gì? Cháu à. Còn cái chị này là cái gì? Cháu luôn, rửa chén. Coi chừng bể chén của dì ba nha. Ủa mà chén mà nhựa không à, sao kêu bể? Thánh thợ chén ngủ không sao bể được. Rửa chén mấy năm rồi? Ăn lẹ về đi làm mấy đứa ơi. Hồi nào giờ dì ba có gặp khách nào quậy như tụi con không? Nó. Giờ dì ba có mấy cái clip trên mạng mà người ta cắt thịt không nhìn á, dì ba thử nhìn con mà dì ba cắt thịt. Trời ơi, cắt nó không nhìn vô tay à, bé dữ lắm, da bé. Vậy hả? Fan đó. Sao nhanh Cường về giờ. Dì ba hồi nãy con không có được ăn miếng thịt, dì ba cho con miếng thịt được không? Đây. Thôi đưa bóc đưa con được rồi. Thôi được rồi. Một miếng thôi. Dì ba lịch sự ghê không? Đó, miếng thịt tình nghĩa của dì ba cho nè. Có hộp mía luôn đó. Thịt bò ngon quá ha. Ủa gì hả? Đang ngậm cục thịt không cười được. Ngon quá.
giờ này cũng thật là hết rồi đó cho đi. Mấy thường bán mấy giờ, mấy giờ gì bạn? 10:30 là bán. 10:30 sáng tới mấy giờ? Tới 4 giờ. À. Khách du lịch nhớ ghé tới ăn ủng hộ dì Ba nha, còn khách địa phương thì chắc ăn nhiều biết rồi. 10:30 đến 4 giờ chiều, 5 giờ chiều. Ở đây là đường Lê Lợi, sau lưng đường Nguyễn Trãi nha. Bao nhiêu chị? Bao nhiêu? 235.000. Anh Cường bao hả? Cường bao. Trời ơi, Hải trả hơi chậm ha. Anh đưa mấy người quay clip đâu có tay đâu để cầm tiền đồ này nọ. Thi thi chụp giùm mà. Hải đưa ơi. Cái gì lộn xộn quá vậy? Có tiền dành quá vậy? Thì vậy là cuối cùng lấy bên nào? Anh đưa. Đây là 35.000 này, cho 35.000 này. Ừ. Ôi, trời, cái gì mà lộn xộn vậy? Bé ba gì ba nha. Bé ba chị. Đó nè, cái quán tên nè, tên quán nè. Đó. Sao? Cẩm nghĩ, sao quay lưng đi hoài vậy? Cẩm nghĩ ăn sao? Ăn thấy sao? Em thấy cũng được. Đây. Giờ ngon hết chứ? Ngon. Nhưng mà anh Cường im quá kìa, chắc chưa có đủ đồ hay gì á. Thấy sao anh Cường? À, nói chung là cũng được. Quyết ngon, coi công nhận được quyết ngon. Cua thì 100% cua. Nhưng mà so với một cái quán mà mình chọn đại em vô mình ăn thì nó vẫn ok hơn. Nói chung là hôm nay nguyên một nhóm là đói bụng quá, tìm hoài không có cái gì ăn và quyết định là đi vòng vòng tìm. Và khi đi ngang vô tình thôi, vô tình giống như là quán nổi tiếng ở địa phương này đó. Đúng rồi, vô tình ghé vô thì ăn thì thấy nó rất là ngon và hợp lý. Giá cả cũng ổn định, ăn vậy là quá ổn rồi. Hải em thấy sao nè? Mà cái cảm giác mà khi mình đang đói á, mà mình tìm được một cái món mà bữa giờ mình không nghĩ tới luôn á, là bún riêu, thì với em là hôm nay ăn em thấy ngon. À, chỉ có là thiếu một chút rau muống thôi, rau muống bào bình thường mình ăn á. Có mà. Nhưng thiếu trong tô người ta bỏ không có cho mình. Thì xin thêm cái đó giờ do em thôi. Không, em thì thôi đó đi. Thì em ăn sao em review lại vậy thôi. Thì do em không chịu xin. Thiếu một phần rau muống thêm. Hình như nãy mình bỏ mắm ruốc đúng không? Nếu mình bỏ mắm tôm thì chắc nghĩ nó sẽ ngon hơn. Em thấy em ăn mắm ruốc em ok. Hồi nãy bỏ mắm ruốc không tôm. Mắm ruốc. Bây giờ mình đi ăn bún gì nữa đây? Về về ngủ ha. Không mà giờ ngon. Về không. Giò trái. Ờ anh Cường, tại sao anh Cường phải ăn giò trái giò phải là lý do gì anh Cường? Tại vì con heo mỗi lần nó nằm xuống là nó nằm cái giò phải nó xuống trước. À, vậy là mình cũng không nên ăn bên cái má bụng phải đúng không? Con heo nào, có con heo nào nó ngược đời với con heo khác không anh Cường? Heo nuôi á. Heo thuận chân trái. Con heo nuôi gì anh nuôi gì? Chứ mà nuôi gì, nuôi công nghiệp á. À. Nó đâu có nằm được đâu. Heo lạc lối. Nó nặng. Heo lạc lối. Ngày mai mình sẽ đi ăn chuột lạc lối nha. Về ngủ nè. Tới nhà nè, ngủ đừng nửa tiếng rưỡi nha.